xin chào tất cả các chị đã đến với kênh mỹ phẩm khách hàng shop mát cứng. Và hôm nay em sẽ giới thiệu một chai Gift Love Plum chuyên đặc trị dành cho da mụn. Và cái chai này là phiên bản mới nhất luôn nha. Đây, nó sẽ có cái tem của bộ công an chỗ này. Và hàng bên em là hàng chính hãng nên mấy chị có thể yên tâm khi mà mấy chị mua hàng bên em, có thể là mấy chị được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Đây, ở dưới đít của nó như thế này nha, chị em sẽ ra lại cho mấy chị xem nha. Dưới đít nó sẽ như thế này nha. Em ra sơ cho mấy chị xem vào dưới đít của nó, mẹ bạch chết rồi. Cái này ngày sản xuất sử dụng nè, và đặc biệt cái tem chỗ này của nó này. Đó. Và cái chai phiên bản mới này nó sẽ là chai nhựa, nó không phải là chai thủy tinh như cái phiên bản cũ nha mấy chị. Có cái tem bên này, cái tem chống hàn rẻ bên này. Một chai serum Gift Love chuyên đặc trị dành cho da mụn, đợt này nó sẽ có màu xanh, và đặc biệt là hàng ngay sản xuất hàng sử dụng nó sẽ khắc trên này, và cái chữ Việt Mỹ Cosmetics chỗ này nó sẽ khắc luôn đó. Cái chai Fail Lock đây là tự nhiên, thành phần công dụng là làm trắng da, dưỡng ẩm, làm giảm mụn và ngăn ngừa mụn. Chị nào da mụn thì sử dụng cái hàng Gift Love này thì cực kỳ hiệu quả luôn. Cách sử dụng là để kích thích sự thay đổi da cho công dụng là làm trắng da, dưỡng ẩm, giảm mụn và ngăn ngừa mụn. Chị nào đang bị mụn thì sử dụng cái chai Gift Love đặc trị mụn này thì rất là hiệu quả luôn. Cách sử dụng là rất là đơn giản, mấy chị chỉ cần mở cái nắp này nha. Đó, mình sẽ lấy 2 giọt serum. Cái cách serum ở bên trong của nó hơi vàng vàng nha các chị. Nó hơi vàng nhẹ thôi ạ. Mấy chị sẽ lấy 2 giọt serum, sau đó mấy chị chấm lên da mặt nè, xong rồi massage đều như thế này nè. Mấy chị, đối với đặc biệt là mấy chị mà không có tẩy da chết á, không có tẩy da chết cho da mặt của mấy chị á, là cái da mặt của mấy chị khi mà sử dụng cái thay da này nè, nó sẽ có điểm châm chích nhẹ, nhưng mà mấy chị yên tâm đi, massage từ 1 đến 2 phút thì nó sẽ quen dần, nó sẽ không có bị châm chích nữa. Nếu mà mấy chị kỹ hơn là mấy chị sẽ tẩy da chết trước khi mấy chị sử dụng cái sản phẩm này nha. Và sau đó là mấy chị sẽ có một làn da đẹp sau 7 ngày sử dụng. Mấy chị có thể đặt hàng ở trong cái video này, hoặc là mấy chị liên hệ trực tiếp qua cái số điện thoại Zalo và Facebook bên em là 0355 8 38 057. Bên em sẽ hỗ trợ tư vấn thật là nhiệt tình cho mấy chị, và đặc biệt là giá bên em lúc nào cũng rẻ nhất cho mấy chị về làm đẹp nha. Đặc biệt là mấy chị em mình sẽ tiết kiệm hơn trong cái chi phí làm đẹp của chị em mình nha. Bên em là chuyên phân phối hàng chính hãng của Desktop và tất cả các dòng hàng khác. Mấy chị có thể xem trên kênh Facebook và Zalo, số điện thoại là 0355 8 38 057, hoặc là mấy chị gọi trực tiếp cho em để bên em được chốt đơn ship hàng sớm có thể nha. Bây giờ em sẽ kết thúc video này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi cũng như đăng ký kênh bên em, và chúc mấy chị luôn có một làn da đẹp, một công việc thật là thành công nha. Bye bye mọi người.